Ngày bé, bạn bè mình ai cũng có những ước mơ đẹp đẽ. Đứa thì ước làm bác sĩ, ca sĩ, diễn viên. Đứa lại mơ làm hacker, dancer, rapper. Còn mình ước mơ vĩ đại nhất chính là ước mơ vươn tới các vì sao, ước mơ bay vào vũ trụ, hay còn gọi là được trở thành một phi hành gia. Vì bà ngoại mình chính là một phi hành gia siêu đẳng. Thành bà phi vàng rộn, giòn tan, cơm canh bà nấu từ căn bếp củi, món nào cũng thơm ngon. Căn bếp của bà chính là thế giới kỳ diệu của mình. Bà bảo, bếp là trái tim của căn nhà, là khởi nguồn của sự gắn kết, là nét văn hóa của một gia đình. Mình lớn lên cùng căn bếp luôn thơm nức những món ngon từ bà, từ ba và mẹ luôn chờ mình về sau mỗi buổi học đói mềm. Đó là căn bếp của sự khoan dung, chiều chuộng, vỗ về. Căn bếp cũng là nơi mình giải mã yêu thương. Bà khi vui sẽ làm cá kho mật mía, bà sẽ làm bắp cải xào cà chua, làm sườn diêm tiêu khi thấy mình được điểm cao. Mẹ là canh cua rau đay mùng tơi mỗi lần đi công tác về. Còn thằng cò béo ước mơ làm vua đầu bếp vì ngày nào cũng luyện cơm rang kim song ngân như trên TVB. Còn mình thì sao? Mình là chúa hậu đậu, lại hay đặng trí, động ti là nổi nóng, số món ăn thất bại dày như từ điển. Dù có như thế, thì nơi mình yêu thích nhất trên đời này vẫn là căn bếp. Sau này, mình nhất định trở thành một chiến thần nấu nướng, tổng tư lệnh món ngon, tù trưởng nồi niêu, huyền thoại pha chế, chúa tể yêu bếp, kẻ nằm giữ trong tay căn bếp thần kỳ. Thần kỳ như trong Doraemon ấy. Mình muốn bếp có đủ loại máy móc, đủ loại ngăn kéo chứa cả kho nồi niêu song chảo. Có cả đèn tự động bật, có máy rửa bát, có bồn rửa khổng lồ để nấu một lúc 10 món. Giá có thêm bảo bối không lo cháy bếp nữa thì tuyệt. Nấu đến đâu sạch tinh đến đó. Muốn đi đâu mang bếp đi theo cũng được. Và bếp còn là máy nhắn tin cho cả nhà luôn. Nhất định đó sẽ là một căn bếp của tương lai khi mình trở thành nhà du hành của những giấc mơ. Đây sẽ là giấc mơ đẹp nhất về căn bếp của mình, căn bếp của tương lai. Và đây là tương lai của mình nhiều năm về sau, khi mình đã trưởng thành. Mình thích một căn bếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ. Nó sẽ là không gian để mình thỏa sức sáng tạo và khám phá ẩm thực. Căn bếp khiến mình tỏa sáng ấy là trái tim của ngôi nhà. Và bạn nghĩ rằng một trái tim bọc thép thì sẽ lạnh lùng hay ấm áp? Mình không đùa đâu, trái tim mà mình ao ước lại được bọc thép đấy. Thép có hàm lượng carbon thấp kết hợp với men thủy tinh ở nhiệt độ cao khoảng 850 độ C sẽ tạo nên thép tráng men kính cực kỳ bền vững và độc đáo. Và chất liệu này mình tìm thấy tại những hệ tủ bếp của Takara Standard, là một thương hiệu tủ bếp đình đám của Nhật, tiên phong trong việc dùng chất liệu thép tráng men. Những vết bám bẩn, dầu mỡ lâu ngày không còn là nỗi lo nữa, chỉ loáng một cái là sạch bong rồi. Vì một trong những đặc tính ưu việt nhất của thép tráng men kính chính là chống bám bẩn, chống mùi cực đỉnh. Quá trình tôi luyện ở nhiệt độ cao tới 850 độ C của chất liệu này cũng đã tạo ra một tấm khiên bảo vệ cực kỳ vững vàng nếu có rủi ro cháy nổ. Công nghệ tráng men và làm nhám bề mặt giúp bếp không bị chảy xước dù chịu lực va đập hay ma sát lớn. Mọt mối, ẩm mốc cũng sẽ không còn xuất hiện nữa. Nghĩ đến đây là sướng mê rồi. Và điều kỳ diệu của hệ tủ bếp này chính là hệ chạm bát di chuyển tự động và chức năng sấy bát đũa, điều mà ngay trong ước ao mơ mộng nhất của thời thơ ấu, mình cũng chưa kịp nghĩ đến. Còn đây là bồn rửa siêu to khổng lồ. Mình có thể rửa các loại nồi niêu song chảo lớn có cán dài hoặc sơ chế những loại nguyên liệu lớn như là cá hồi nguyên con, gà tây, đùi cừu, hoặc thỏa sức sơ chế rửa rau củ cực kỳ vệ sinh, ngăn nắp. Máy rửa bát và lò nướng mini được giấu ở đây nhé. Cực kỳ tiện nghi mà không tốn diện tích, hiệu quả tối đa với những căn bếp nhỏ xinh. Cứ nghĩ chất liệu thép tráng men là sẽ tẻ nhạt hoặc lạnh lùng lắm. Không ngờ có đủ các màu sắc và chất liệu luôn. Thế giới của những căn bếp Takara Standard này quả thực không làm mình thất vọng, xứng đáng để mình mơ mộng về nó cả đời. Nhưng có lẽ điều khiến mình bị chinh phục và thiện cảm từ cái nhìn đầu tiên chính là thiết kế mô đun giống như những căn bếp gia đình tại Nhật. Nó hệt như trong truyện tranh và phim hoạt hình Nhật mình xem ngày bé. Tuy nhiên, điều khiến Takara Standard vượt ra ngoài biên giới Nhật, trở thành hệ tủ bếp được yêu chuộng trên toàn thế giới là bởi thiết kế của nó vô cùng linh hoạt, có thể thay đổi vị trí phù hợp với mọi nhu cầu sử dụng, có thể tháo lắp và di chuyển tới những không gian sống khác một cách thuận tiện, đáp ứng được mọi phong cách nhu cầu nấu ăn của các nền ẩm thực khác nhau. Và nếu như Doraemon có túi thần kỳ không đáy,
thì căn bếp này có hệ ngăn kéo tiện nghi với sức chứa vô cùng lớn. Chưa kể, các khoang chứa linh hoạt về kích thước, tối ưu hóa dung tích sử dụng, tha hồ mà sắp xếp và chứa được nhiều nhất đồ theo nhu cầu vào mỗi thời điểm khác nhau một cách gọn gàng, khoa học và cá nhân hóa hơn rất nhiều. Hệ giá treo thông minh bằng nam châm lực hút lớn thì lại giúp mình linh hoạt thay đổi vị trí tùy thích, thêm hay bớt thanh treo tùy nhu cầu, giúp mặt bàn bếp luôn gọn gàng cả trong lúc mình đang nấu nướng. Một bí mật bé xíu xiu khiến tim mình tan chảy là tấm ốp bếp như một bảng ghi nhớ khổng lồ. Mình có thể dán nam châm đủ thứ lên khắp nơi để lưu lại những công thức nấu ăn, những kỷ niệm hay lời nhắn đến mọi người trong gia đình. Và đó là trọn vẹn ước mơ của mình. Giấc mơ này, mình đã chạm đến nó, đã tìm hiểu nó từng chi tiết nhỏ nhất, được khám phá cho thỏa đam mê. Và chuyến du hành vào tương lai của mình chính là giờ đây, ngay lúc này. Cô bé tóc xù ngày xưa giờ đã là một food blogger, chinh phục được nhiều đỉnh cao của căn bếp, được sống trọn vẹn với đam mê thơ ấu. Căn bếp trong mơ không phải là một giấc mơ, nó đã được tạo ra, nó có mặt ở đây là để chờ mình và cả bạn nữa trở thành chủ nhân của nó. Tại sao không chứ? Hãy không ngừng mơ ước, chắc chắn ước mơ sẽ thành hiện thực.